Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì chiều hôm nay thì mình lên clip và giao lưu với anh em một số cái cây mai ghép giá rất là rẻ nha anh em, giá thanh lý luôn. Anh em về lấy mầm, lấy bo ghép cũng được, hoặc là đợi Tết chơi bông. Mấy cây này có một số cây gốc rất đẹp nha anh em. Một số cây gốc đẹp, một số cây gốc thì cũng thường. Đây, như cây này gốc cũng thường nha anh em, nhưng mà cũng già túi rồi, già năm rồi, nó xù rồi. Clip này mình quay 5 cây nha anh em. Giáo có, cúc có, đa phần là giáo Tuấn Ngọc với lại cúc Tươi Long nha anh em. Đấy, mấy cây này thì anh em mua về Tết chơi được này, tây tàng nó đều đó rồi. Cây này nhỏ thì đỡ nuôi thêm ha. Đấy, cây này cây số 5 này, cây cúc này nè, cúc huyết long nha anh em. Cái lá nó Tết rất là đỏ, đỏ rất là đậm nha anh em. Giờ này thì nó hơi nó nhạt hơn, nhưng mà giống này Tết rất là đỏ nha nè. Dòng này dòng cúc bông rất đẹp, giá rất là rẻ thanh lý. Những cây này giá rất là thanh lý nha nè. Rồi giờ mình sẽ quay trực tiếp từng cây và mình đo thông số để anh em xem tham khảo ha. Rồi đây là cái cây mang mã số A1. Số A1 thì một cây là một cây gam mai đã được ghép giáo Tuấn Ngọc đấy. Anh em lấy giống giáo này về chăm rất là khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh nha anh em, bông đẹp, hương thơm. Đấy. Mạnh khỏe mau lớn dễ nuôi nha anh em. Đấy. Gốc này. Thì chiều cao cây này đó là 70 nha anh em, tán rộng 70 luôn. Cây thì đang nuôi. Tết này vẫn chơi bông được nha anh em, chơi bông bình thường. Cây này có gốc khá đẹp nè anh em. Gốc rất là quái lạ. Ngồi đã đẹp trong video hơn trong video nha anh em. Mình bỏ lại keo mấy tiếng này, là keo cho anh em xem so sánh cái gốc. Đấy. Nhìn thấy gốc không? Rất đẹp nha anh em. Hoành thân cây này là 10 nha anh em. Tán 70, cao 70, hoành thân 10. Thân sáng rất là nghiệt. Thì cây này mình báo giá tại vườn là giá 800 ngàn nha anh em. 800 ngàn một cây mai có gốc đẹp, cây ghép giáo nha anh em, không bao gồm tiền ship. Đấy. Rất là quái, rất đẹp. Một cây mai gốc đẹp, mà bông đẹp, ghép bông đẹp hết rồi. Cho anh em về chơi. Cây mang mã số A1 nha anh em. A1 trên chậu. Mình cứ hiểu rồi, anh em về tham khảo. Cây này cây mã số A2. Cây này là cây ghép cúc Tươi Long nha anh em, một cây ghép cúc Tươi Long. Đấy, cây này thì gốc này, để mình đo lấy thước mình đo. Rồi thì cái cây mang mã số A2 này thì chiều cao là 70 nha anh em, tán rộng là 50. Cành nhánh thì rất là nhiều, nhiều bo nhiều mầm để anh em về ghép. Tết nay cũng có bông để mà mình chơi luôn ha. Đấy, cây thì mình cái hoành thân nó là 10 nha anh em, hoành thân nó là 10. Cành nhánh thì trước chi tứ dưỡng đầy đủ, tròn đều cho anh em về chơi ha. Thì cây mai A2 này thì ghép cúc Tươi Long, thì gốc cũng khá là già thế, đẹp nha anh em. Đấy, gốc nó lớn hơn ngón tay cái của mình này, nó tầm ngang ngón chân cái á. Đây, mấy cái tược ring này, cây này được ghép rồi nha anh em, cây mai ghép chứ không phải mai ring nha anh em. Rễ trái tứ diện tứ phía luôn nha anh em, phía bên kia cũng có ha. Đấy, mấy cái rễ nhỏ nó trái ra nha anh em. Cái này em về nuôi thả bồn nó nhanh lớn. Cái này mình đang nuôi trong chậu á, nó hơi lâu lớn nha anh em, lâu lớn mà được cái nó già già cây. Thì cây măng mã số A2 này thì mình giao lưu anh em lên giá 600 ngàn nha anh em, giá tại chỗ không bao gồm tiền ship. Cây mai đã được ghép cúc Tươi Long, anh em mình thích cúc thì mua giống này, cúc Tươi Long nổi tiếng, bông đẹp, hoa nở lâu tàn nha anh em. Đấy. Cây mã số A3, cây này thì mình ghép giao Tuấn Ngọc, cây rất là khỏe mạnh, lá xanh mơn mởn nha anh em. Đấy, cây mới làm ghim làm tàn. Cây này thì cuồng nó là cuồng trắng lông nha anh em, cuồng khá là đẹp. Chi lên đọt rất là gút, gút thét. Rồi tiếp tục là một cây mai mang mã số E3. Thì cây này ghép giao Tuấn Ngọc nha anh em. Giao Tuấn Ngọc thì mình báo thông số cho anh em biết luôn là chiều cao nó 80 nha anh em, tán rộng thì 80. Cái form rất là lùng lực nha anh em, lùng lực mà tán lớn.
Cây này thì chủ yếu chơi hoa nha anh em, chơi hoa gốc thì cũng tương đối được. Đấy, tương đối được nha anh em, cái cuồng thách này. Đấy, cái cuồng nó đi chữ S cong lên, cuồng nhánh lông nha anh em. Cành nhánh khá là nhiều, chơi bông nhiều tốt nha anh em. Cái hoành thân chỗ này là 13 nha anh em. Hoành thân 13, cái hoành gốc thì có khả năng là 15. Hoành thân đa chỗ này 13 nha anh em. Đấy. Gốc dưới này thì nó nở, anh em về xói đế ra, nuôi cho nó nở gốc ra nha anh em. Thân lát lượng, cành nhánh thì nhiều, anh em về lấy bao ghép cũng được. Có bông búp để mà chơi tết hết nha anh em. Cây A3 này một cây dao túng ngập thì mình giao lưu anh em giá 800 ngàn nha anh em. Giá tại vườn, không bao gồm ship. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ mình để mà giao lưu cây này. Cây A4 nha anh em. Cái cây mã số A4 này thì mình ghép dao túng ngập luôn nha anh em. Cây này thì chiều cao nó 90 nha anh em, tán rộng từ 75. Form cây thì cao, lớn. Tàn thì thấy gian tàn rất là rộng để chơi hoa. Tàn tròn đều tứ diện nha anh em. Cành nhánh nhiều, bo nhiều, anh em về lấy ghép theo hồ thoải mái nha anh em. Bo này, rất là nhiều bo. Rất là nhiều bo nha anh em. Anh em về lấy nhân giống ghép ra. Hoa dao túng ngập, một loại hoa nổi tiếng của nghệ nhân túng ngập nha anh em, một nghệ nhân có tiếng trong làng mai. Cái giống này giống uy tín nha anh em, rất là uy tín, khỏe mạnh mà dễ chăm sóc, hoa đẹp, lâu tàn, dễ uống nắng nha anh em. Nói chung đi chơi cũng được mà mình đi cặp thì cũng được nha anh em. Đấy, cái hoành gốc chỗ này là khoảng 14-15 nha anh em. Đấy, cái nập nhiều quá mình không có đo được. Cái hoành gốc 14, khoảng 14-15, 14-15 thì anh em cứ về trải nghiệm. Tàn đẹp, tàn tròn đẹp nha anh em. Nhân lông mà giờ làm tây tàn nó rậm rồi, nó kín rồi. Anh em về chơi bông. Những cây này thì giá nó sinh viên, giá rẻ. Cây này giao lưu anh em giá 800 ngàn nha anh em. Giá tại vườn, không bao gồm tiền ship. Anh em ship xe thì cây này khoảng 300 ngàn. Rồi, mình qua cây mã số 5. Cây mã số 5 là cùng một cái dòng cúc huyết lông lục đỏ. Huyết lông lục đỏ nha anh em. Cái dòng này thì xương cá nó cũng khá là ok đấy, khỏe mạnh, xương cá rất là nhiều nha anh em. Dễ làm dây, dễ làm bonsai. Cành nhánh thì mập mạp, nói chung là ra tay là rất mập mạp nha anh em. Xương cá nhiều, một chỗ mà ra xương rất là rậm nha anh em. Nói chung những cái dòng này là bông này thì mình giáo hay cúc là mình cũng tuyển chọn rất là kỹ rồi nha anh em. Tuyển chọn kỹ để mà mình ghép mình chơi. Bông đẹp, cành nhánh thì xương dâm nhiều, khỏe mạnh, dễ chăm. Nói chung là đầy đủ những cái tiêu chí cần thiết để mà mình chọn để mình nhân giống rộng phổ biến. Rồi các anh em lại cây mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay nha anh em. Cây này thì chiều cao 88, tán rộng 60. Đấy, hoành gốc chỗ này là khoảng 11 nha anh em. Hoành gốc khoảng 11, hoành thân khoảng 11, hoành gốc mình không có đo. Những cái tược này thì mình đang nuôi cái thẹo nha anh em, đang nuôi cái thẹo này cho nhanh gom, anh em về bấm bỏ. Cái tược này là tược cây rinh của cây mẹ, không có bông trùng dưới cái bông mình ghép được, nên anh em về chơi nó không có được nha anh em. Mình nuôi cây thì mình giữ lại tược để mà mình gom xẹo thôi, còn anh em về thì cứ bấm bỏ. Tược rinh là bấm bỏ nha anh em. Cây anh em này thì giao lưu anh em giá 600 ngàn nha anh em. Cây cúc giá tại vườn không bao gồm ship. Đấy. Rồi anh em là hợp nhãn 5 cái cây mai cúc này thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 0987 096 755. Hoặc là mình chưa có ưng ý thì mình chuyển qua những cái cây sau của clip khác. Rồi, chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Xin chào và hẹn lại những clip tiếp theo.